Kính thưa các bạn, hôm nay mình giới thiệu cùng các bạn vào ngày mùng 8 tây tháng 11 là cái ngày trăng tròn của Kim Ngưu, là đêm mà nguyệt thực toàn phần và nguyệt thực sao Thiên Dương sẽ xảy ra ở cung Kim Ngưu tại Nhật Bản. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua ở Nhật, mọi người rất là náo nức xem cho được nguyệt thực toàn phần. Người dân Nhật Bản thật là náo nức để muốn xem cho được cái sự kiện đầu tiên mà 442 năm mới có một lần. Đây là cực kỳ hiếm, bởi vì tại sao mà nguyệt thực nhật thực thường xảy ra, nhưng mà cũng như các bạn đã biết rồi thì nguyệt thực nhật thực thì ít có toàn phần lắm ở tại Nhật Bản này. Đây là cái sự kiện đầu tiên sau 442 năm thì khá lâu phải không các bạn, bởi vì đời người thì không có tới 100 năm nữa, mà tới 442 năm nó tới 4 năm đời lận, cho nên đây là rất là cực hiếm. Bởi vậy mọi người mà náo nức xem cho bằng được nguyệt thực cái đêm hôm 8 tháng 11, đây là một cái đêm mà trăng tròn rất là sáng luôn. Đặc biệt là nguyệt thực kỳ này á, thì toàn đất nước Nhật Bản, nơi nào điểm nào xem cũng vẫn thấy hết. Sau đây là mình giới thiệu cùng các bạn cái ý nghĩa về nhật thực ở Nhật Bản nha. Trăng tròn á, thì ý là nói lên cái hướng sự chú ý đến cái sự mà phong phú thực sự. Nguyệt thực toàn phần lần này á, thì có thể là toàn nước Nhật nhìn thấy luôn. Khi mà người ta xem nhật thực thì mọi người ở Nhật á, người Nhật họ vui lắm, họ nghĩ là đây là một cái quà Thượng Đế ban tặng cho mình, vinh dự lắm mới được thấy. Bởi vì 442 năm về trước, bây giờ mình được thấy là vinh hạnh lắm trong cái cuộc đời. Đời người có mấy chục năm thôi, thì mấy trăm năm mới có một lần, làm sao mà thấy được. Cho nên người ta cảm thấy là rất là hứng thú. Nhưng mà sau đây mình sẽ nói ra cái ý nghĩa của cái đêm nhật thực đó. Không phải là điềm xấu hết, nhưng mà có tốt có xấu nha các bạn. Đó là cái lúc trăng tròn, là cái lúc mà mọi thứ đạt đến cái đỉnh điểm, cho nên lúc đó là mình nó phản ánh được cái mà giống như cái kết quả đưa ra, mình biết là nó tròn hay nó méo để mà mình nỗ lực mình điều chỉnh lại cái bản thân của mình. Nguyệt thực có thể đại diện cho cái sự thay đổi đột ngột và không thể đoán trước được, bởi vì nguyệt thực lần này á lại đi song song với sao Thiên Dương nữa. Cho nên mình sẽ nói tiếp theo sau đây là tại sao mà có cái sự thay đổi đột ngột mà không có thể đoán được, bởi vì đoán vẫn sai à. Bởi vì cái thiên cơ mà, thiên cơ vận hành theo cái lực của vũ trụ, một phần chuyển xoay chuyển đổi, nương tựa vào cái lòng người nữa. Khi lòng người mình thay đổi thì thiên cơ có phần thay đổi. Vì nguyệt thực lần này là trùng với sao Thiên Dương nữa, ngôi sao Thiên Dương là một cái ngôi sao mà tự do và cải cách, cho nên theo quan điểm chiêm tinh học của phương Tây thì nguyệt thực toàn phần lần này đã diễn ra ở cung Kim Ngưu, mà Kim Ngưu là chòm sao thuộc về cai quản quyền sở hữu, tượng trưng cho cái sự hài lòng về vật chất, cái sự giàu có về cái tài chính là tiền bạc. Trong cái lần nguyệt thực mà toàn phần này á, thì có sự thay đổi rất là lớn về tiền bạc nè, vật chất nè và kinh tế nè, cũng như cái cuộc sống của người Nhật hiện tại sẽ nghĩ rằng là có cần những cái gì để có sự giàu có thực sự. Người ta sẽ, cái cách nghĩ của người ta từ cái lúc mà thời tiết thay đổi, thời tiết giao mùa, nguyệt thực toàn phần ấy giống như là một cái thiên mệnh đã sắp sẵn rồi, thì có cái sự thay đổi về cái tâm trí của con người Nhật Bản sau khi nhật thực toàn phần đã xảy ra. Trước kia thì mọi người ai cũng nghĩ đến là sự thật sống trên đời này là phải có tiền, là phải giàu có, những cái thứ mà khi mà người ta lần lần nhận ra, không phải nhận ra một lúc mà người ta phải lần lần nhận ra những cái gì hiện hữu trên mặt thế gian này, tiền bạc, nhà cửa. Khi mà các bạn mà 100 tuổi già rồi, các bạn qua đời rồi thì những cái thứ này không mang theo được, cho nên
từ từ người ta sẽ giác ngộ rằng là những cái thứ mà hữu hình nhìn thấy được này á thì có phải là thực sự mà cái mà cần thiết cho cái cuộc sống đời người của mình hay không. Người ta sẽ suy nghĩ lại ra, người ta sẽ cảm nhận ra, người ta ngộ ra rằng là những gì mà để có sự mà giàu có thực sự, cái mà các bạn giàu có thực sự đâu phải là tiền hay vật chất. Nhờ vậy mà cái tư tưởng người ta sẽ soi chiều, người ta chuyển hướng về cái phần tâm linh nhiều hơn cái phần hữu vi này. Cho nên khi mà bạn có thể mà cởi bỏ được cái xiềng xích trói buộc, bởi vì xiềng xích của cái sự mà phải cố gắng làm ngày làm đêm để mua được chiếc xe hơi đẹp và để cất được cái nhà, thì các bạn phải gom biết bao nhiêu thời gian công sức vào trong đó. Khi mà cuộc sống suy nghĩ đơn giản rồi á, bởi vì xác thịt mình mà khi mà một đời người chỉ có mấy chục năm thôi, thì thay vì mình sống mà đơn giản thôi, sống như ngày xưa, sống như cái thời cổ, thì các bạn chỉ cần là ăn cơm đơn giản, rồi cơm trắng muối tiêu hay là cơm trắng với tàu hũ nước tương chẳng hạn á, thì cái chi tiêu của các bạn nó không có bao nhiêu, thì cái công sức của các bạn bỏ ra làm để kiếm tiền nó cũng không phải mà nó cực khổ như bây giờ nữa. Cho nên khi các bạn mà cởi bỏ được hết tất cả các xiềng xích trói buộc của cái trần gian này, làm như là nó hành mình là phải đó, mình không để cho nó hành mình nữa. Bởi vì cái lần mà nguyệt thực toàn phần này á, thì đi kèm với cái nguyệt thực của sao Thiên Dương. Các bạn có biết không, cái sao Thiên Dương là cái hành tinh của cái sự tự do và cải cách, cho nên có cái sự thay đổi rất là đột ngột, không thể đoán trước được. Đây là cái cơ hội mà biến đổi toàn thân theo cái nhịp, theo cái trào lưu của xã hội nữa. Ví dụ như mọi người tin vào tâm linh, mọi người sống đơn giản, chẳng lẽ mình chạy chiếc xe hơi sang chảnh trên đời chỉ có một mình thôi, toàn bộ người ta đi bộ, đi xe đạp, đi xe ngựa cũng khó coi lắm, mình mặc cái áo nhìn cái nó khác người ta. Ví dụ như mình cái cuộc sống mình nó quá khác người ta, thành ra mình phải tôi theo cái trào lưu của xã hội. Từ xưa đến nay á, thì các bạn cho rằng là làm có nhiều tiền, giàu có, thì muốn sở hữu nhiều vật chất trên trần gian này á, để mà có cái cuộc sống sung sướng, cảm nhận từ xưa đến nay đó là hạnh phúc trên đời. Nhưng mà từ nay trở đi thì cái sao Thiên Dương này sẽ tháo gỡ những cái dây chuyền không còn cần thiết. Sao Thiên Dương này sẽ giúp bạn hướng chuyển từ vật chất hữu hình sang đời sống tâm linh, khiến cho các bạn mà cảm thấy cái tâm hồn lắng động nhẹ nhàng trở lại. Nguyệt thực toàn phần năm 2022 có mang lại may mắn không? Đa số là người Nhật nghĩ là khi xem nhật thực thì người ta rất là hưng phấn, rất là vui vẻ. Mọi người đều nghĩ đây là một cái điều may mắn, bởi vì trong cuộc đời mình mà nhìn thấy được nguyệt thực toàn phần lần này chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi. Bởi vì tới 442 năm mới có một lần, thì làm sao mà được có lần thứ hai nữa. Hơn nữa cái sao Thiên Dương đó, các bạn có biết không, 5.000 năm mới có một lần. Tại sao mà cái sao Thiên Dương mà nhìn thấy mà nguyệt thực Thiên Dương tới 5.000 năm mới có lần? Bởi vì á, cái sao Thiên Dương mà trong lúc nguyệt thực á, thì nguyệt thực lại họ nguyệt thực luôn cái sao Thiên Dương luôn. Thường á thì chỉ có nguyệt thực ra mặt trăng và mặt trời trái đất thôi. Đằng này mặt trăng, mặt trời trái đất và sao Thiên Dương đều đồng một hàng luôn, cho nên bị phức bóng hết tất cả nguyệt thực luôn, cả sao Thiên Dương luôn. Đây là một cái điều hiếm, 5.000 năm thì cái sao Thiên Dương mới nguyệt thực sao Thiên Dương một lần. Cả cuộc đời mình, trong cuộc đời chỉ thấy một lần duy nhất thôi. Cho nên mọi người cứ nghĩ hiện tại, thời điểm hiện tại vui vẻ, nghĩ rằng là sẽ may mắn, nhưng mà cái hiện tại và cái tâm trạng nó khác hẳn với cái chiêm tinh học, là cái hiện tượng mà sau khi nguyệt thực toàn phần á, thì mặt trăng có màu hồng, màu đen, màu hồng và chuyển sang màu máu. Thì đây là một cái điểm mà không có hay. Người ta nói rằng đây là một cái điều xấu sắp xảy đến. Đây là một cái điềm báo mà Nhật Bản sẽ có động đất và thảm họa. Bởi vì có lời nói rằng khi mà mặt trời đen và mặt trời đỏ máu xuất hiện thì một trận động đất rất là lớn sẽ xảy ra. Cho nên cái hiện tượng nguyệt thực
Còn phần này đáng ngại báo trước động đất và cái thảm họa nơi xứ hoa anh đào Nhật Bản này. Nguyệt thực toàn phần cái nói về mà cái ý nghĩa tâm linh á, thì cái việc mà mặt trăng mà bị tối rồi tỏ sáng ra thì đấy là cái do nguyệt thực toàn phần thì mới tối rồi tỏ sáng ra. Nhưng mà đây là cũng là cái thời điểm mà các bạn cắt đứt cái dòng chảy xấu và tỏ sáng y như mặt trăng. Khi mà cắt đứt những cái mối quan hệ xấu và các bạn sẽ kết nối được những cái mối quan hệ tốt đẹp sau này. Có nghĩa là nếu mà có một cái người nào đó ra đi thì bù lại cũng có cái người nào đó đến để các bạn gặp được cái người mới nữa. Đây cũng là cái thời điểm mà để các bạn buông bỏ những cái thứ không cần thiết. Đó cũng là một cái lúc mà bạn phải đối mặt với cái bản thân của mình và bạn sẽ có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nguyệt thực toàn phần vào ngày 8 tây tháng 11 năm 2022 thì phải nói là bởi vì nó quá lâu, lần đầu tiên tới 442 năm mới có một lần. Trong đó thì cái sao Thiên Dương này ở mặt sao của mặt trăng nữa, cho nên trong một hiện tượng mà nguyệt thực toàn phần trong vòng 5.000 năm qua giờ mới thấy nguyệt thực luôn sao Thiên Dương nữa. Đây là một cái hiện tượng mà phải nói là rất là đặc biệt, 5.000 năm mới có hiện tượng mà nguyệt thực sao Thiên Dương, 442 năm mới có một lần nguyệt thực toàn phần. Bởi vì tại sao á, cái từ nguyệt thực nhật thực này á thì họ nghe nói thường xuyên, nguyệt thực nhật thực thường xuyên luôn, nhưng mà ít có toàn phần lắm các bạn. Mình xin kể một cái câu chuyện hồi thở nhỏ. Cái đêm đó là cái đêm nguyệt thực, khoảng chừng 8-9 giờ tối gì đó, mình bỗng nghe những cái tiếng gõ. Mà bây giờ ở dưới quê cũng không có cái chuyện đó nữa, mà sau cái thời của mình lúc mình 7-8 tuổi thì vẫn có cái hiện tượng đó. Thì cả xóm người ta gõ lẻn kẻn, một nhà gõ không nói gì, nhiều nhà gõ lắm mà nghe cái tiếng động rất là nhiều luôn. Cái tiếng mà lẻn kẻn người ta gõ thì mình mới không biết, mình còn nhỏ mình đâu có biết, mình mới hỏi ba mình, ủa sao mọi người người ta gõ lẻn kẻn chi vậy? Thì ba mình mới kể ra, trước khi nguyệt thực á, thì người ta chuẩn bị sẵn thao hoặc là nồi, những cái gì mà kêu to là được thôi. Chờ cho đến mà nguyệt thực khi mà ăn vào rồi á, cái lời thường dân của ba mình nói là khi mà ăn vào rồi á thì á, người ta gõ như vậy á, cả xóm cả làng, những người mà thầy ngày xưa nha, ngày xưa mà những người mà thầy á, thì người ta đọc chú nữa, người ta niệm Phật, đọc chú, tụng kinh nữa để cho nhả ra nhanh. Ăn vô rồi xong rồi người ta mới gõ nha. Thường á thì đâu có toàn phần đâu, thành ra nguyệt thực có chừng nửa phần thôi là bắt đầu nhả. Chuẩn bị nhả ra thì người ta là gõ, người ta gõ hả, lấy một cái cây nào nhà người ta gõ vô cái nồi hoặc cái thau, gõ ben. Lúc đó mình nhớ rằng là mình cũng đem cái nồi ra gõ, tới chừng nguyệt thực xong rồi cái nồi mốt luôn á các bạn. Cho nên hả, thấy mọi người gõ thì mình cũng vẫn gõ như vậy. Khi mà ăn vô nữa, nguyệt thực ăn vô nữa rồi, lúc mà nhả ra đó, người ta gõ, người tụng kinh hoặc là niệm chú như vậy cho nguyệt thực nhả ra thật là nhanh. Nếu mà nguyệt thực ăn vô mà nhả ra nhanh á, cái năm đó thì làm ăn mùa màng nó không có thất thoát và cuộc sống được bình ổn hơn. Chứ mà ăn vô mà nhả ra mà chậm á thì cái cuộc sống làm ăn nó có phần rắc rối, có phần khó khăn hơn. Cái đó là cái truyền miệng, truyền thuyết của ngày xưa là ông bà nói lại như vậy, ba mình kể cho mình nghe vậy thôi. Còn nếu mà bây giờ á, nếu mà ăn vô thường, ăn vô có phần nữa mà nhả ra, người ta còn phải gõ ben để nhả ra cho nhanh, để cho cái cuộc sống không có gặp phải khó khăn. Nếu mà nguyệt thực toàn phần như vậy á thì ăn rồi nuốt luôn phải không các bạn? Khi mà toàn phần luôn á là ăn mất tiêu rồi, thì nó có hai con đường. Ở Nhật á thì theo mà chiêm tinh học á thì người ta suy đoán rằng sẽ có những cái trận động đất nè, sẽ có những cái mà sự biến đổi về kinh tế, vật chất, tiền bạc, hay là có những chiến tranh, tất cả đều những cái có những cái chuyện xảy ra. Bởi vì người ta đoán là đoán theo cái ngày xưa là Do Thái đó các bạn. Ở đất nước Do Thái thì cũng có nguyệt thực toàn phần, và sau đó đất nước Do Thái thì bị chiến tranh hơi tả luôn.
Cho nên người ta đón, ở bên Nhật người ta đón là như vậy. Đó là những cái điểm xui, còn những cái điểm may mắn nữa. Điểm may mắn là nó dành riêng cho những người mà có cái tâm đạo đức, những người đã tu hành. Trong lúc mà thời tiết chuyển giao thì những cái lúc đó người tu hành là người được hưởng phước đó các bạn. Những người mà ăn hiền ở lành sau cái nguyệt thực này thì những người ăn hiền ở lành tu phước rồi, đã tu rồi thì người ta sẽ được hưởng, người ta hưởng cái phước báo. Cho nên người ta tự nhiên là sang năm nè các bạn, thì những người mà nghèo khó bấy lâu nay làm ăn nó trầy nó trật, người ta chưa có được hưởng phước. Tuy người ta đã ăn hiền ở lành, người ta không có tạo những cái nghiệp nào nó quá nhiều, đang còn trong cái phần trả nghiệp cũ, nhưng mà bây giờ người ta được hưởng. Thì trong cái năm 2023 tới này á, thì những người nghèo mà đã tu hành, người nghèo mà sống tốt, sống hiền lương chân chất, đột nhiên người ta làm ăn được rồi, người ta khá giả lên. Những người này thì người ta cũng không có nhu cầu mà phải mà đại gia giàu sang, tỷ phú nhà lầu xe hơi gì cả, miễn có cuộc sống mà ấm no hạnh phúc là người ta đã vui. Đó là cái coi mà đại gia của nhà nghèo rồi. Cho nên nguyệt thực ở Nhật Bản kỳ này á, thì sau khi nguyệt thực á, thì sang năm á, thì cũng rất lo cho đất Nhật Bản, nhưng mà cũng mừng cho những người mà sống chân chất hiền lành ở Nhật, thì người ta sẽ biết đâu người ta kiếm được cái công ăn chuyện làm thích hợp và cái lương cao, thì đó có cái cuộc sống bình yên rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại video tiếp theo.